Xin chào mọi người, xin chào. Hồ Ba Bể là một nơi rất là đẹp và nó như một bức tranh huyền ảo. Và thiên nhiên đã ban tặng cho Bắc Cạn một khu du lịch rất là tuyệt vời, một khu sinh thái hết sức lý tưởng và một nơi rất đáng để đến nhiều lần trong đời. Và các bạn chiêm ngưỡng Hồ Ba Bể cùng tôi. Được nằm trọn trong các dãy núi và đây là cái điểm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình Marathon Hà Giang 20 của tôi. Và xuất phát bắt đầu từ Bắc Giang và Hà Giang, sau đó là Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc, và hành trình trở về là qua Cao Bằng và đến Bắc Cạn là điểm dừng chân để vui chơi nghỉ ngơi là tại Hồ Ba Bể. Và hành trình đi theo hình chữ A. Và nếu mọi người đi theo cái tuyến Hà Giang thì kết hợp đi Hà Giang, đi Lũng Cú, đi Đồng Văn, Mèo Vạc thì kết hợp lúc về chúng ta sẽ trải nghiệm đi theo cung đường của Cao Bằng, sẽ đi qua thị trấn Tịnh Túc và nổi tiếng với Mỏ Thiếc, sau đó thì về Bắc Cạn và điểm dừng chân là Hồ Ba Bể rất là tuyệt vời. Và cũng là một lần đi Hà Giang nhưng mà chúng ta được trải nghiệm thêm một số cái địa danh. Và cuộc đời là những chuyến đi, và mỗi chuyến đi thì chúng ta sẽ được hiểu về thêm những cái nét văn hóa và cái sự nét văn hóa rồi ẩm thực và sự hùng vĩ của thiên nhiên ban tặng cho quê hương đất Việt chúng ta. Và ở đây là cái hành trình của tôi với vùng Đông Bắc rất là tuyệt vời, và chắc chắn là sẽ còn nhiều dịp nữa, nhưng mỗi lần đi thì hãy ghi lại những khoảnh khắc để chúng ta có thể để lại sau này nhìn lại những dấu ấn rất thú vị. Và hành trình hôm nay của chúng tôi không chỉ là có tôi. Và các bà ăn gì trả giấy mời nhau rồi nhỉ? Ăn để đi chào khán giả đấy chứ. Vinh vừa chinh phục xong cự ly 12 km ở Hà Giang Marathon. Chàng trai mỗi chuyến đi chàng trai rất là sáng giỏi. Và đây là bà Đỗ Uẩn, giáo viên dạy địa lý, và hôm nay bà được trở lại với nơi mà đã đi thực tế tập cách đây 50 năm bà nhỉ. 51 năm. Hơn nửa thế kỷ. Và bà còn nhớ những giai điệu gì ở đây không? Đấy, còn hai người đẹp U70 đằng sau còn top thép ăn ngon lành. Nếu hôm nay mà về Bắc Giang luôn thì đến tí không? Tiếc không các bạn? Tiếc nhỉ? Rồi thì sống chỉ đến 100 tuổi thôi chứ không cần hơn, nhưng mà mỗi lần đi để cho nó thoải mái. Rồi là đi ba sạch đi nhá. Một là ăn sạch, hai là chơi sạch, ba là tiêu sạch. Tiêu sạch mai hết tiền mới về. Xin chào khán giả đây. Bên đây quán gì nữa? Vâng, mọi người hãy chiêm ngưỡng Hồ Ba Bể với tôi một lần nữa nhé. Hơi tiếc là bây giờ thời gian là hơn 5 giờ rồi, nên là hơi tối nên là ảnh cũng không được đẹp lắm.
Xin chào tạm biệt, xin chào tạm biệt.